Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thử thách khắc nghiệt được phát sóng trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, chó đã trở thành người bạn thân thiết với con người. Và cũng chính vì lý do này nên chó là loài động vật được nuôi nhiều nhất trong các hộ gia đình. Tuy nhiên, không phải lúc nào những chú cún cưng cũng là một người bạn thân thiết với con người. Bởi với bản tính hung dữ, chó có thể tấn công người và gây nguy hiểm. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi những tình huống nguy hiểm khi bị chó tấn công. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay từ thời tiền sử, khi còn phải sống bằng phương thức săn bắn hái lượm, sống trong hang động, lúc mới tìm ra lửa, con người đã biết chế biến thức ăn đầu tiên bằng phương pháp nướng thịt thú rừng. Và sản phẩm thừa là xương động vật, đó là món khoái khẩu của chó rừng, một loài động vật có khứu giác rất phát triển. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến loài người và loài chó tiếp cận với nhau và cùng chung sống. Chó nhờ vào bản năng trời sinh rất thính tai, thính mũi, có thể tìm ra được dấu vết đã ngửi. Cũng như mắt nhìn vào ban đêm thấy rõ hơn con người và rất tỉnh ngủ, có trí thông minh và dễ huấn luyện, nên con người đã sớm biết lợi dụng chó để bảo vệ và giúp đỡ cho mình. Chó lại là một giống động vật có tình nghĩa nhất nếu so sánh với các con vật khác đã sống gần gũi với con người như trâu, bò, ngựa, heo. Trong những trường hợp nguy hiểm, dù biết phải hy sinh tính mạng, chó không bao giờ bỏ chủ để thoát thân một mình. Nó nhất định bảo vệ và phản công kẻ địch dù biết đó là loài dữ dằn hơn nó như beo, gấu, cọp. Và cho dù chủ có nghèo hèn, chó bị bữa đói bữa no thì vẫn không bao giờ tìm cao sang mà bỏ chủ. Có thể nói, loài chó thật xứng đáng với câu nói của người phương Tây, man's best friend, có nghĩa là bạn tốt nhất của con người. Do vậy, con người đã thuần hóa và nuôi chó với mục đích săn bắn, bảo vệ, nhờ vào khả năng tinh ranh, nhanh nhẹn, hiếu động và trưởng thành của loài chó. Qua tìm hiểu và cũng hay đi chơi thì mình và bố mẹ cũng thích nuôi chó, yêu quý chó. Thì khi lên mạng tìm hiểu ấy thì thấy giống chó Alaska là một giống chó hiền lành, thân thiện, có một bộ lông rất là đẹp và đáng yêu. Thì mình cũng đi tìm mua và được bố mẹ đồng ý thì mình đã mua về và nuôi nó. Vì là vật nuôi trong nhà và gần gũi với gia đình, nên cơ hội tiếp xúc và đùa giỡn với chó cũng trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, không ít người đã bị chó cắn. Đặc biệt trong thời gian gần đây, xu hướng sở hữu những con chó lạ, chó hung dữ đã trở thành trào lưu của người dân. Hiện trên toàn quốc có hơn 300 con chó ngao Tây Tạng và hơn 350 chó Pitbull, chủ yếu tập trung ở miền Bắc. Đáng nói nhất phải kể đến giống chó Pitbull, giống chó được mệnh danh là sát thủ máu lạnh. Pitbull nổi tiếng với khả năng chiến đấu sắc lá cà, kiên cường, không chịu đầu hàng, là dũng sĩ của những loài chó, được xếp ngang hàng với cả chó sói xám, linh cẩu, khỉ đột lưng bạc, trâu rừng châu Phi, sư tử. Giống chó Pitbull được nhiều dân chơi chó săn lùng và đặc biệt được mệnh danh là chó chiến binh. Và khi đã lâm trận, loài chó này còn cuồng hơn cả chó điên. Vì vậy, việc chọn mua chó trong gia đình cũng cần rất nhiều lưu ý. Trước khi mà gia đình chuẩn bị để nuôi một con chó thì mình phải hiểu rằng là mình nuôi con chó với cái mục đích gì. Ví dụ như mình chỉ cần nuôi một con chó mà về để chơi thôi chẳng hạn thì mình nên mua những cái giống chó nhỏ, chó cảnh. Thế còn nếu mà nên mua để với mục đích bảo vệ thì mình mới nên mua cái dòng chó bảo vệ. Đấy thì trước khi mà nuôi thì mình phải nên tìm hiểu rất là kỹ về cái giống chó đó. Thứ hai nữa là về cái giống chó đấy phải được tiêm phòng các vaccine đầy đủ cho bệnh. Bởi vì với chó thì có những cái loại bệnh mà nó có thể lây sang người nhà mình.
Ngoài ra, để phòng ngừa bệnh dại và các bệnh lây truyền từ vật nuôi, người dân cần phải cho vật nuôi tiêm chủng, uống thuốc sán định kỳ. Về vấn đề tiêm phòng dại cho chó thì hàng năm thì đó là điều bắt buộc phải đi tiêm, bởi vì thứ nhất là đảm bảo an toàn cho cái con chó đó, thứ hai là đảm bảo an toàn cho gia đình nhà mình. Và thứ hai cái nữa là đó là bảo đảm cho cái hàng xóm của mình nữa, bởi vì con chó nếu mà không được tiêm phòng vaccine dại thì có thể gây bệnh dại, nó rất là nguy hiểm. Đồng thời khi gia đình có trẻ nhỏ và người già thì việc nuôi chó cũng cần lưu ý. Khi mà ở trong gia đình nhà mình có trẻ nhỏ mà để cho con chó chơi được, cho người trẻ, cho cái đứa trẻ đấy mà chơi được với con chó thì nên cho chơi ngay từ đầu. Nhưng mà với có phải cái sự kiểm soát của người lớn mình. Ví dụ như là trẻ em thì rất là hiếu động. Thế nếu mà một con chó mà mình mới bắt về mà con chó nó lại không phải là chó nhỏ mà là chó nó đã lớn trưởng thành rồi chẳng hạn, mà trẻ em thì họ không, nó không hiểu hết. Thế cho nên là khi trẻ em đùa quá có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích từ việc nuôi chó, song dân gian ta có câu cẩn tắc vô ưu. Việc cẩn thận trong việc lựa chọn vật nuôi cũng như áp dụng các biện pháp đề phòng vẫn luôn là cần thiết để tránh được những hậu quả đáng tiếc do chính thú cưng gây ra. Các biện pháp giúp trẻ an toàn khi chơi với chó. Luôn giám sát thời gian trẻ chơi với con chó, không bao giờ để em bé một mình với con chó dù nó đã được thuần dưỡng. Dạy cho trẻ những hành vi cơ bản thích hợp, như không kéo đuôi chó, giảm thiểu tiếng la hét khi chơi với chó vì có thể gây bộc phát tính hung dữ của con vật. Dạy trẻ biết cách tiếp cận một con chó. Nếu lần đầu tiên tiếp cận con chó, hãy để con bạn giơ mu bàn tay ra và đưa về phía con chó để con chó ngửi hơi. Hướng dẫn trẻ nhỏ không nên nhìn thẳng vào con chó, bởi hành động này sẽ khiến động vật cảm thấy bị đe dọa và khiến chúng tức giận. Dạy trẻ biết khi nào không nên tiếp cận một con chó. Dạy con trẻ biết rằng nếu con chó đã ngửi bàn tay mình, điều này sẽ là một tín hiệu cho trẻ biết để bắt đầu vuốt ve nó. Còn nếu chó đã quay lưng đi thì không được vỗ về nó. Không được tiếp cận chó lúc đang ăn hoặc ngủ hoặc khi một con chó đang gầm gừ. Dạy trẻ không được đánh đập chó hoặc ném đồ vật vào chó. Nếu muốn ôm chó, không được ôm quá chặt. Không cho trẻ dưới 5 tuổi tiếp xúc một mình với bất kỳ loại chó, kể cả loại chó nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong cả năm 2013, cả nước có hơn 175.000 người bị chó cắn và phải điều trị dự phòng dại, và có gần 100 người thiệt mạng vì bị bệnh dại do chó cắn. Đặc biệt trong tháng 8 năm 2013, người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị nhiều con chó thả rông cắn. Việc này đã khiến cho người dân vô cùng hoang mang, lo lắng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Không quá nếu như nói rằng năm 2013, cơn bão chó lạ giống như một thảm họa ập xuống xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đường làng không một bóng người, chỉ có một nơi đông đúc nhất, đó là gốc đa đầu làng. Thay vì các công việc đồng áng, nhóm người này túc trực từ sáng sớm đến chiều tối. Họ là những thành viên cho một tổ công tác diệt chó lạ của xã Bắc Sơn. Chỉ cần phát hiện có chó lạ, họ sẽ bắt đầu rượt đuổi, vây bắt. Trong suốt hơn 3 tháng, người dân tại xã Bắc Sơn luôn sống trong tình trạng lo sợ, hoảng hốt.
trẻ con đã không dám ra đường, trong khi người lớn thì chỉ có những việc đồng áng mới ra khỏi nhà. Thôn xóm nào ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng có người bị chó cắn, khiến cho người dân ra đường đều phải mang theo gậy phòng thân. Chúng tôi ở đây gây chó ngộ nên thì chúng tôi gây hoang mang, chúng tôi sợ hãi lắm. Cho nên là chúng tôi hoảng hốt lắm. Đi ra đường chúng tôi thường phải có cái gậy ngắn như thế này để bảo vệ thân, nhưng mà cái phụ nữ đàn bà chúng tôi thì chỉ gọi là để cầm để bảo vệ thôi, chứ còn gì chống đối thì không chống đối được. Những con chó lạ này thực chất là chó nuôi bị thả rông và đi lâu nên không ai dám mang về nuôi. Cháu Trần Văn Đức ở thôn Tiên Chu là một trong những trường hợp bị chó lạ cắn. Không chỉ một vết cắn ở chân, cậu bé 6 tuổi này còn bị nhiều vết cắn trên mặt. Cả hai vết sâu đến mức hơn một tháng kể từ ngày bị cắn, vết thương vẫn còn thâm tím. Mẹ cháu bé là Đình Thị Phượng không thể quên nỗi sợ hãi này. Cháu nó đi ra ngoài đường, nó chơi ở trên cổng ấy thì thấy cháu nó bảo là có một con chó, nó tự nhiên nó nhìn thấy nó thì nó cứ đi từ từ, xong mà nó quay lại cái thì là thằng cháu nhà tôi nó quay lại thì là con chó kia nó chồm theo, nó ngoạm vào chân nó. Khi nó ngã xuống đường thì là nó chồm lên mặt, nó cắn vào mặt nó. Rất may mắn là con chó cắn cháu Đức lại không bị dại. Theo các chuyên gia, nếu con chó mắc dại, virus sẽ nhanh chóng tấn công lên thần kinh trung ương. Nếu không tiêm huyết thanh, tức kháng thể khẩn cấp, ngay sau khi bị cắn, hoặc muộn nhất là 3 ngày đầu, thì bệnh nhân có thể tử vong. Vào mỗi buổi chiều, tại một số công viên lớn, không khó để bắt gặp nhiều loại chó được chủ nhà thả rông. Tuy nhiên, không có gì đáng bàn hay để ý nếu chúng được dọ mõm hay quản lý cẩn thận. Song không ít chủ nhân của những con chó này lại chủ quan với việc này bởi họ tin vào sự thuần tính của chúng khi sống lâu cùng với gia đình. Đây là chó mình nuôi gia đình nên nó rất là thân thiện với mọi người và nó có thể chơi với bất kỳ con chó khác. Nó là một giống chó rất là hiền lành nên mọi người không ai sợ. Nó không bao giờ cắn người khác. Cái nguy cơ tiêm bẩn mà dắt chó ra ngoài thì thường là cái sự chủ quan của con người mình. Ví dụ những con chó lớn mà khi mình đi dắt ra ngoài đường mà nó không được có cái dây dắt hoặc là không được đeo dọ mõm thì có thể là nó không... Bởi vì có bình thường thì con chó có thể nó chưa chắc nó đã cắn ai cả. Thế nhưng mà khi dắt ra ngoài đường thì có thể là những cái kích thích ở bên ngoài như là phương tiện xe cộ hoặc là những người lạ họ trêu chọc hoặc là một cái kích thích ngoại cảnh nào đó bất ngờ có thể gây nguy hiểm cho những cái đối tượng đấy á. Còn đơn giản nhất là ví dụ như con chó ra ngoài đường mà nó có những con chó chưa được ra nhiều mà dắt ra ngoài có phương tiện đi lại có thể nó gây hoảng sợ nó bỏ chạy, cái đấy cũng có thể là gây tai nạn cho người ta rồi. Cái đấy cho nên là khi mà cho chó ra ngoài đường thì bắt buộc là phải chó to thì phải có dọ mõm và thứ hai là phải được dắt và có người kiểm soát thật là tốt để tránh nguy hiểm cho cộng đồng mình. Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 tại điều 625 đã dành hẳn cả 4 nội dung về việc nuôi và quản lý chó. Nhưng một thực tế cho thấy, không ít người sau khi bị chó cắn cũng không có ý định khởi kiện hoặc thậm chí cơ quan chính quyền cũng không phải chủ nhân của những con chó này. Do vậy, chính người dân và chính quyền cũng có thể bảo vệ chính mình hoặc người khác nếu tuân thủ đúng luật. Và bản thân các chủ chó khi đưa chó ra ngoài cũng cần phải có biện pháp như sử dụng dọ mõm, dây xích để tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh và tránh những sự cố không đáng có. Thưa quý vị và các bạn,
chó tấn công người không phải là điều xa lạ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách xử trí nếu bị chó tấn công. Ở phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tình huống chúng tôi đưa ra và cách xử trí được chuyên gia hướng dẫn. Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào thì các chuyên gia cũng khuyên bạn rằng nạn nhân bị chó tấn công nên bình tĩnh và xử lý tình huống. Không ít người đã gặp phải trường hợp bị chó tấn công khi đi một mình và nam thanh niên này đã gặp phải tình huống như vậy. Sau một hồi bị con chó lạ tấn công và cắn vào áo, nam thanh niên đã vô cùng hoảng hốt và bỏ chạy. Đó là cách mọi người thường làm và nghĩ rằng hiệu quả. Theo chúng tôi thì khi mà mình bị một con chó nó chuẩn bị tấn công mình thì tốt nhất lúc đấy là mình không nên bỏ chạy. Mình hãy đứng lại, bình tĩnh lại với nó thì có thể là trong cái lúc này con chó nó còn giữa mình và nó còn có một cái sự phòng thủ nhau. Nếu như mà bởi vì chó là nó cắn, nó theo bản năng, bản tính của nó là nó cắn theo bầy đàn hoặc là bản năng săn mồi của nó. Nếu mà mình bỏ chạy thì nó tưởng tượng như một cái vật mồi thì con nó săn mồi thì nó sẽ tấn công mình. Nhưng mà lúc những cái lúc như vậy thì mình phải bình tĩnh, mình đứng lại và mình có thể tìm những cái cách vật, những cái vật mà mình có thể chống đỡ được với nó lúc đấy. Thì tốt nhất là mình nên đứng lại chứ không nên bỏ chạy đi. Rõ ràng biện pháp bỏ chạy là không hề hiệu quả khi bị chó tấn công. Ngược lại tình huống này, thì nam thanh niên không bỏ chạy và áp dụng các biện pháp theo lời gợi ý của chuyên gia. Đây được coi là cách hữu hiệu khi một mình đối phó với một con chó. Tuy nhiên theo chuyên gia, để chống đỡ lại một con chó thì nạn nhân cũng cần có đủ sức khỏe, sự tỉnh táo và bình tĩnh. Không chỉ có người lớn mà trẻ nhỏ cũng thường thích chơi đùa với chó. Hầu hết trẻ em đều yêu thích vật nuôi và chúng thường ôm ấp chơi với chúng. Dù những con chó sẽ rèn luyện cho trẻ tinh thần yêu động vật, song cũng không ít trẻ gặp phải sự cố đáng tiếc khi chơi cùng với thú cưng. Đã có không ít trường hợp trẻ bị chó tấn công, phải chịu những cái chết thương tâm, những vết thương xé lòng. Thực ra thì trong tất cả những cái việc mà để chó mà tấn công người mà tất cả những cái phương pháp, những cái hướng dẫn chúng tôi đưa ra nó chỉ là mang một cái tính chất là tương đối thôi. Còn nếu thực sự mà một người già và một trẻ em mà đi ra đường mà bị con chó lớn thì gần như cái cách mà để chống đỡ lại với những con chó hung dữ gần như là một cách không khả quan. Nếu như đã bị tấn công rồi thì lúc ấy chỉ còn cách là hô hào thật to lên để cho những người bên cạnh người ta có thể hỗ trợ giúp mình thôi, chứ còn nếu mà thực tế bị cắn thì gần như không có cách nào hiệu quả hơn. Không chỉ bị tấn công khi ở một mình mà đôi khi trẻ nhỏ cũng dễ dàng bị tấn công khi có người lớn đi cùng. Và chính người lớn đi cùng cũng cảm thấy bất ngờ, bối rối khi không biết cách xử trí. Theo chúng tôi ấy, thì nếu như trong trường hợp mà một người lớn mà dắt trẻ em đi mà khi có một con chó nào đó nó chuẩn bị nó tấn công chẳng hạn, thế thì cái đầu tiên của mình cũng phải làm sao mà bình tĩnh, mình ôm giữ lấy đứa trẻ để cho con chó nó, để cho cái đứa trẻ chẳng hạn nó sợ quá nó bỏ chạy thì đồng nghĩa với việc là như con chó nó vồ mồn nó sẽ càng tấn công hơn. Thì vậy thì cái người lớn mình là nên giữ đứa trẻ thật chặt lại để không cho đứa trẻ chạy. Để khi trong trường hợp đấy nếu mà con chó mà xông vào nó tấn công mình thì mình gần như mình làm cái lá chắn để mình đỡ cho đứa trẻ, bởi vì khi người lớn bị cắn thì cái vết thương nó sẽ đỡ hơn, chứ nếu mà trẻ nhỏ bị cắn thì cái vết thương nó rất là nguy hiểm. Thì lúc mà nó cắn rồi thì mình cũng phải hô hào để cho người bên cạnh người ta sẽ hỗ trợ, người ta giúp mình. Không chỉ vì chó tấn công khi đi bộ mà không ít người cũng rơi vào hoàn cảnh bị chó tấn công khi đang đi xe đạp. Và nam thanh niên này cũng gặp phải tình huống tương tự. Con chó đã không ngần ngại và đuổi theo nam thanh niên, khiến nam thanh niên này vô cùng bối rối và hoảng hốt. Trong cái việc mà mình đi xe đạp mà lại để bị chó nó đuổi theo tấn công thì cái này thì nếu như mà người mà bị con chó nó tấn công như vậy thì mình cũng phải bình tĩnh lại. Tức là thứ nhất là mình phải bình tĩnh lại để mình khỏi phải đâm những cái vào những cái phương tiện khác, hoặc là đâm vào những cái bờ rào, nó có gây những cái chấn thương có khi còn nặng hơn. Vậy thì khi mà con chó nó có thể nó lao vào phía bên phải mình thì mình có thể mình nhảy xuống phía bên trái để mình
dùng cái xe đạp đấy để tạm thời chống đỡ ngay cái lúc đấy, và cũng hô hào để cho những người hàng xóm hoặc là những người đi đường người ta có thể người ta hỗ trợ, người ta đánh đuổi con chó nó chạy đi. Cũng chính tình huống này, thay vì quá hoảng loạn và bị ngã, đối tượng bị chó tấn công đã rất bình tĩnh khi sử dụng xe đạp làm vật chắn và vũ khí chống lại con chó. Theo chuyên gia, đây là biện pháp hữu hiệu giúp người dân chống đỡ lại với con chó khi đang tham gia giao thông. Còn nếu bị chó tấn công khi đi xe máy hoặc các phương tiện cơ giới khác, thì người dân có thể dễ dàng thoát được con chó bằng cách tăng tốc. Tuy nhiên, chính việc tăng tốc cũng có thể gây nguy hiểm. Đối với xe máy cũng vậy, nếu như mà trong trường hợp mà đã bị nó lao vào tấn công rồi thì mình cũng phải bình tĩnh làm sao cái điều khiển cái phương tiện của mình không được cuống, mà để nếu như mà mình sợ, thường nếu như chúng ta có thể đâm chắc tay, chúng ta có thể đâm thẳng vào con chó đấy thì có thể chúng ta chưa chắc làm sao. Mà vì thường là tâm lý chúng ta sợ quá, chúng ta luống cuống, một là ga mạnh lên để chạy thì chạy có thể lúc ấy chúng ta sẽ đâm vào cái phương tiện khác còn nguy hiểm hơn. Vậy thì chúng ta cũng phải bình tĩnh dừng xe lại và tránh nó sang một cái phía an toàn. Nếu như mà nó ở phía bên phải thì mình nhảy sang phía bên trái, và nó ở bên trái mình sao không là để tránh cái rủi ro nó khác đi. Với những con chó hoang, việc sống thành bầy đàn và tấn công bầy đàn là việc phổ biến. Để tạo tình huống bị tấn công bầy đàn, chúng tôi có nhờ tới sự giúp đỡ của Trung tâm Huấn luyện Chó Nghiệp vụ PDS ở Hà Nội. Để tránh khả năng bị thương cao, chúng tôi buộc phải sử dụng dọa mõm cho những con chó này. Tuy nhiên, bản tính hung hãn của những con chó này vẫn được thể hiện rất rõ. Nếu mà trong cái vấn đề mà một người mà bị nhiều con chó tấn công, thì cái lúc này nếu như mà cái người bị con chó tấn công đấy, nếu có khả năng mà mình có thể mình chạy thoát ra được, có một cái bờ rào nào chẳng hạn, nếu mình nhảy qua là có một cánh cổng, cái cửa nào mình chạy và mình đóng nhanh được, hoặc là một cái chỗ cao để mình nhảy vọt lên đấy được thì mình hãng chạy. Nếu mà mình mà cảm giác mà không thể chạy thoát được với trong vòng 3-4 một bầy chó nó xông vào nó tấn công mình như thế, mà mình bỏ chạy mà ở một cái chỗ vắng thì gần như là mình không thể thoát được với cái bầy đàn như thế, thì lúc này mình có thể là mình sử dụng những cái gậy hoặc là gì để mình chống đỡ với con chó. Nếu mà không còn cái gì để mình chống đỡ thì tốt nhất, theo chúng tôi tốt nhất là cái người đó nên đứng im lại. Đứng lại để chấp nhận cho con chó có thể nó xông vào nó cắn. Nếu mà nó cắn mình mà mình không có cái phản ứng giãy giụa, không cần đánh lại những con chó bằng tay không thì có thể nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì lúc này có sẽ người ta sẽ ra hỗ trợ giúp mình, chứ nếu mà bỏ chạy thì lúc này rất rất nguy hiểm với con chó mà nó cắn theo bầy đàn như vậy. Chúng sẵn sàng tấn công bầy đàn, truy đuổi con mồi đến tận cùng, mặc dù nam thanh niên này có sức khỏe tốt và cũng chống trả lại vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc chó tấn công bầy đàn là rất nguy hiểm và khó có thể chạy thoát. Vì vậy, nếu muốn thoát thân, phải nằm xuống, nằm sấp để chó cắn, sau đó chó sẽ bỏ đi, hoặc phải đứng im như cây để chó cắn. Dù là cách xử trí như thế nào, thì yếu tố may rủi vẫn là quan trọng khi đối phó với bầy chó tấn công. Sau trải nghiệm thực tế, dù đã được dọa mõm, nhưng những con chó vẫn để lại cho người trải nghiệm vết thương ở tay. Và nếu không có dọa mõm, có lẽ không ai dám nghĩ đến hậu quả. Theo chuyên gia, ngay sau khi bị chó cắn thì nên có cách xử trí kịp thời. Khi bị một con chó cắn thì điều đầu tiên là cái phải rửa cái vết thương đấy. Nếu mà vết thương mà nó nhỏ thì có thể chỉ sử dụng như chúng tôi ở đây thì phải rửa bằng trước hết rửa xà phòng thật sạch. Để sau cho nó chúng ta dễ sử dụng những cái cồn iốt chúng ta rửa cái vết thương đấy thật bằng nước sạch thật là sạch sẽ đi, xong đó chúng ta bôi cồn và rắc thuốc vào. Thế nếu như mà bị vết thương mà lớn thì chúng ta cũng phải sơ cứu như vậy, sau đó chúng ta phải đưa đi bệnh viện để các bác sĩ có thể khâu, nếu vết thương nó quá lớn người ta khâu, người ta điều trị. Ngoài ra, nếu trường hợp vết cắn nhẹ xảy ra ở chân, tay, xa thần kinh trung ương và tại thời điểm bị chó cắn còn vật vẫn bình thường thì không cần tiêm vaccine mà chỉ cần theo dõi chó trong vòng 10 đến 15 ngày. Còn trong thời gian theo dõi, nếu thấy chó bỏ ăn, chết
mất tích hoặc bị bán mổ thịt thì phải tiêm vaccine dại ngay. Nếu theo dõi sau 15 ngày, chó vẫn sống bình thường thì không cần tiêm vaccine. Thưa quý vị và các bạn, dù trong hoàn cảnh nào, nếu bị chó tấn công, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và áp dụng một số biện pháp mà chương trình đã gợi ý. Và ngay sau khi bị chó cắn, cũng không được chủ quan lơ là. Hãy lưu ý, đừng vì một chút chủ quan mà xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Những gợi ý sau đây của chúng tôi để tránh bị chó tấn công sẽ là phần kết của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các biện pháp để tránh chó tấn công. Không tiếp xúc với chó lạ, đặc biệt khi nó bị xích, nhốt. Không vuốt ve chó khi nó chưa nhận ra bạn, kể cả chó của mình. Không quấy rối chó khi nó đang ăn hoặc chăm sóc con. Không bao giờ bỏ chạy khi bị chó săn đuổi. Thường xuyên kiểm tra và tiêm vaccine phòng dại cho chó. Tìm hiểu về sự nguy hiểm của chó dại và tuyên truyền cho người khác.